VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Mở 1664 Plan, vui Tết bất ngờ. Cùng Mobifone nâng tầm cuộc sống. Trước khi nhận lời với chương trình này thì Hương Lan cũng đã suy nghĩ không biết là mình có làm nổi hay không, và mình sẽ hát được tới tiết mục thứ mấy rồi mình đi ra. Nhưng rất là hân hạnh, và đây là một cái kỷ niệm rất lớn trong cuộc đời sân khấu của Hương Lan, là trên 60 tuổi mà vẫn hát được cùng các em, các cháu, và cũng gặp được quý vị trong hôm nay. Thì đối với Hương Lan đó là một cái chuyện mà Thượng Đế đã ban cho Hương Lan rất nhiều, rất nhiều. Và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Có ba mẹ của em ngồi ở dưới để xem nữa. Ba mẹ ơi, ngày xưa lúc mà con còn nông nổi thì con nghĩ rằng là ba mẹ không thương con và không ủng hộ cái niềm đam mê của con. Nhưng mà bây giờ con nhớ lại thì những cái bước đi đầu tiên của con, những cái cuộc thi đầu tiên mà con tham gia, cũng chính ba mẹ là những người đã đưa đón, đã chờ cùng với con từ sáng tới khuya để mà được thi. Con rất là cảm ơn ba mẹ, con thương ba mẹ rất là nhiều. Ngày hôm nay thì còn có em trai của em đang đi du học cho nên là không có ở đây. Hy vọng rằng là em của em có thể xem được qua màn ảnh. Quý vị nhìn đi, quý vị thấy là cái người phụ nữ này là chúng tôi mỗi lần đi là cơm bưng nước rót, là coi như là tháp tùng theo 12, 13 người. Tại sao? Lớn tuổi rồi, đi không có nổi nữa. Mà quý vị thấy không, tuổi này mà đi thi coi như là theo chương trình mấy tháng trời mà đeo cái đầu nặng như thế này, quý vị thấy không? Bữa nay là đỡ rồi, tỉnh lược rồi đó. Bình thường là mâm ngũ quả thì làm sao một cơ thể nhỏ bé như thế này với tuổi tác như thế này có thể gắn được cái đầu này. Thì đây, nhân vật này là ai? Thưa quý vị, hãy chuẩn bị đến với phần lộ diện của cuốn Tây Bắc. Ai mà lại khiến cho anh Bằng Kiều điên đảo? Ai mà lại là idol của Tùng Dương? Trời, và đó chính là một danh ca. Thưa quý vị, danh ca Hương Lan. Trời ơi, trời đất, để con sửa tóc lại cho mẹ cho. Ở ngoài Trấn Thành gọi là má Lan. Khán giả là muốn biết tuổi thật của cú Tây Bắc năm nay bao nhiêu tuổi mà có thể đổi cái đầu ra suốt mấy tháng liền mà thi. Hương Lan xin thân ái kính chào tất cả quý khán thính giả đang có mặt trong đêm nay. Trước hết thì cho Hương Lan cảm ơn. Cảm ơn khán giả đã yêu mến Hương Lan. Quý vị đã vỗ tay, đã thương Hương Lan cho tới bây giờ là đứng trên sân khấu được hơn 60 năm. Quá trời, nói tới 60 năm là hơn nửa thế kỷ. Dạ, nửa thế kỷ. Mình đang nói là tuổi nghề thôi nha, chưa nói tới tuổi thật đấy. Con hỏi thiệt, mỗi lần mà mẹ đổi cái đó mẹ có mệt không? Mà tại vì mẹ từ Mỹ mẹ bay về thì đôi khi múi giờ nó lại khác nữa. Thì mỗi lần mà mẹ thiếu ngủ rồi làm sao mẹ có thể hát được? Phải nói là tâm sự cùng quý vị là Hương Lan đã gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn nhất là mình tự bên Mỹ mà tham gia chương trình The Masked Singer mùa 2. Trước khi nhận lời với chương trình này thì Hương Lan cũng đã suy nghĩ không biết là mình có làm nổi hay không, và mình sẽ hát được tới tiết mục thứ mấy rồi mình đi ra. Nhưng rất là hân hạnh, và đây là một cái kỷ niệm rất lớn trong cuộc đời sân khấu của Hương Lan, là trên 60 tuổi mà vẫn hát được cùng các em, các cháu, và cũng gặp được quý vị trong hôm nay. Thì đối với Hương Lan đó là một cái chuyện mà Thượng Đế đã ban cho Hương Lan rất nhiều, rất nhiều. Và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Cho khán giả được biết là với một mặt nạ rất nặng như thế này và cái lịch ghi hình thường kéo dài đến 2-3 giờ đêm. Đúng rồi. Mỗi lần mà tới hát tới 3-4 giờ sáng là Quy với Thành cứ nói thôi làm lẹ lẹ cho cô Cú hát chứ không thôi để lo sức khỏe của cô Cú. Vừa xuống máy bay là từ ở phi trường đi thẳng về phòng quay để mà chuẩn bị để mà quay. Không nghỉ ngơi gì luôn. Dạ, không nghỉ ngơi. Tập bài có 2 ngày thôi. Mà tập bài thì chỉ được có một lần thôi. Mà quý vị thấy một cái người phụ nữ nhỏ bé như thế này đội ngần ấy đồ đạc ở trên người mà còn jet lag đi giờ Mỹ mới bay máy bay về 20 mấy tiếng đồng hồ xong về phải hát liền. Con nghe nói là sau chương trình này thì hình như tình cảm hai vợ chồng hâm nóng hơn thì phải, bởi vì từ ngày có cú Tây Bắc thì anh ấy ở nhà đón xem và đọc comment của cú Tây Bắc rất nhiều thì phải. Dạ đúng vậy, và anh ấy cũng có mặt trong đêm nay. Wow. Dạ đâu ạ? Dạ không biết ngồi chỗ nào nữa. Đây, thưa quý vị, đã phát hiện đây chồng của ca sĩ Hương Lan. Thưa quý vị, đây một tràng vỗ tay cho bố ạ. Dạ. Từ ngày có cú Tây Bắc hình như anh ấy quan tâm nhiều hơn cho Hương Lan phải không? Dạ anh ấy lo lắng và xem comment mỗi ngày. Trời ơi. Nhưng mà cô ơi con hỏi này là trong một tập á, là khán giả cũng hỏi là cô có chia sẻ là sẽ làm một cái đêm nhạc để cảm ơn khán giả, thì mình sẽ chia sẻ thêm thông tin về đêm nhạc cho khán giả theo dõi không ạ?
Hương Lan nghĩ rằng đã đến lúc mà mình phải chuẩn bị để mình gác lại những cái chương trình mà không thể đi hát được vì lớn tuổi rồi. Và Hương Lan sẽ làm một cái YouTube Nghệ sĩ Hương Lan Official. Và trong chương trình đó thì Hương Lan nghĩ rằng Hương Lan là một cái đêm giả từ sân khấu, nhưng mà không phải là giải nghệ đâu nha. Hương Lan vẫn hát, nhưng mà hát trên cái YouTube của mình, hát trong những chương trình từ thiện, và thỉnh thoảng sẽ có quay hình những chương trình nào thật là ý nghĩa. Và không có, quý vị sẽ không được xem Hương Lan ở phòng trà, ở vũ trường hay ở một cái nơi nào nữa. Dạ. Nói chứ cũng sẽ có dành thời gian nhiều hơn cho bản thân. Dạ, cho tại bản vì thân. Mẹ đã hát hết cả cuộc đời của mẹ rồi, 60 năm rồi. Hương Lan rất cảm ơn The Masked Singer năm nay đã cho Hương Lan có cơ hội để được sống cùng trên sân khấu với các em, các bạn trẻ. Hát rất hay. Dạ. Rất dễ thương và rất có trình độ. Mình phải lo lắng cho các em nhiều hơn để mà cho các em có con đường để tiến lên. Trấn Thành đã từng nói với tất cả mọi người rằng là với Trấn Thành á, riêng với Thành thôi nha, thì trong cái dòng nhạc của mẹ đang theo đuổi thì tiếng hát của Hương Lan như là một cái thước đo về chuẩn mực của chất lượng. Nếu mà ai mà nói là muốn nghe dân ca hát hay thì sao thì nghe Hương Lan đầu tiên. Và đây là một giọng ca nên được bảo tồn và nên được yêu thương nhiều hơn nữa. Một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa cho danh ca Hương Lan với hơn 60 năm cống hiến cho nghệ thuật, thưa quý vị. Đây là một những bộ đồ mà hiện tại vẫn là nặng nhất của The Masked Singer nha. Và bây giờ sẽ là một vài câu hỏi. Trước khi đi trả lời những câu hỏi này thì chúng ta rất là muốn biết bên trong cái đầu to này là nhân vật nào mà tuần nào cũng biến hóa và có giọng hát thật là điêu luyện như vậy. Bây giờ khán giả cùng chúng tôi đoán thử xem là ai ạ? Đó, một cái tên duy nhất anh ơi. Mình hô to khẩu hiệu của chương trình nha. Mở ra, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra. Và đó là, và đó là, ủa, và đó là, là một con chim. Ủa, ủa, à, Tiểu Phượng Hoàng. Chính xác. Tiểu Phượng Hoàng là cái con mà Phượng Hoàng Lửa gọi là con gà đông tảo. Đúng. Vẫn kiên định không chịu lộ mặt. Như vậy có nghĩa là 2 trong 1, ông Baby là Tiểu Phượng Hoàng. Đúng à. Vậy Tiểu Phượng Hoàng là con gì? Mở ra tập 2. Mở tập 2 ra. Mở ra, mở ra, mở ra, mở ra. Tiểu Phương Hoàng cũng như ông Baby của mùa 2. Bây giờ có mặt cốt em xỉu ngang rồi. Và đó là... là 1, 2, 3 ca sĩ Orin. Trời ơi, tội nghiệp. Trời ơi, một cái người phụ nữ nhỏ xíu như vậy mà đội ta nói 30 mấy ký, 30 mấy kg trong người. Mỗi lần bà đội như vậy em hát có nổi không bé? Ha, hỏi thiệt á. Dạ, thực sự là chương trình cũng cho em một bộ đồ rất là sang. Sang chấn tâm lý đó. Sang chấn tâm lý đó. Em nghĩ rằng mỗi một lần mình đứng trên sân khấu là một cái cơ hội lớn cho em. Cho nên là em không còn nghĩ gì hết về cái sự nặng của bộ đồ nữa. Thực sự là cái hành trình âm nhạc của em á, nó không quá là suôn sẻ, nhưng mà chưa bao giờ em từ bỏ hết. Và em rất là cảm ơn bản thân mình vì đã không từ bỏ để có thể đến The Masked Singer năm nay và có được những trải nghiệm đáng nhớ nhất năm 2023 của Orange. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Ngày hôm nay đến đêm cuối rồi thì cái động lại trong em lớn nhất là gì? Tới cuối rồi thì cái điều mà vẫn làm cho em rất là xúc động và bất ngờ đó là tình yêu thương của mọi người dành cho Tiểu Phượng Hoàng và ông Baby quá là lớn. Lúc đầu thì em không hề nghĩ tới cái điều đó và cứ nghĩ rằng là mình sẽ không đi được xa đến thế. Nhưng mà tới bây giờ thì khi ra hát những cái bài hát của mình sáng tác được kết hợp chung với những nghệ sĩ khác thì em thật sự là rất là xúc động. Phải khẳng định rằng là không có mọi người thì là sẽ không có em ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều. Nhớ một tập là bạn ấy chia sẻ là 200 bài hát. Và có một lần bạn em nói là tự ti vì không dám thể hiện bài hát này. Nhưng mà đêm nay chung kết rồi, sự tự ti còn hay không ạ? Thực ra thì em biết rằng là bản thân của em sẽ vẫn còn những cái vấn đề, những cái khiếm khuyết. Nhưng mà tối hôm nay thì em không còn tự ti nữa. Em mạnh mẽ. Thưa quý vị, nếu như quý vị đã xem thì quý vị thấy rằng là ông Baby của chúng ta là một người rất là nhút nhát. Bạn ấy cũng sống rất là nội tâm. Sống rất là nội tâm.
Khoan đã, đây là chân dung người sống nội tâm. Bạn ấy cũng sống rất là nội tâm, cho nên bạn ấy ít chia sẻ, bạn ấy ít có ra chỗ đông người, rồi rất là hoài nghi về khả năng của bản thân. Mà tôi không biết tại sao phải hoài nghi, trong khi hát thì rất là hay nhá, sáng tác lại rất là thông minh và có chiều sâu trong tác phẩm của mình nhá. Thì ngày hôm nay có mặt ở đây thì một lần nữa đã minh chứng cho cái việc là những gì em theo đuổi, những gì em đã bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua là hoàn toàn không hề lãng phí. Cho em xin gửi lời cảm ơn tới The Mask Singer, tất cả các anh chị em trong ekip, cũng như là anh Ngô Mạnh Đông Đông, ban cố vấn, ban nhạc Hoài Sa, ban bè, và rất nhiều con người em phải cảm ơn nữa. Và ngày hôm nay thì còn có cả rất là nhiều bạn bè của em, cũng như là có ba mẹ của em ngồi ở dưới để xem nữa. Ba mẹ ơi, ngày xưa lúc mà con còn nông nổi thì con nghĩ rằng là ba mẹ không thương con và không ủng hộ cái niềm đam mê của con. Nhưng mà bây giờ con nhớ lại thì những cái bước đi đầu tiên của con, những cái cuộc thi đầu tiên mà con tham gia, cũng chính ba mẹ là những người đã đưa đón, đã chờ cùng với con từ sáng tới khuya để mà được thi. Con rất là cảm ơn ba mẹ, con thương ba mẹ rất là nhiều. Ngày hôm nay thì còn có em trai của em đang đi du học cho nên là không có ở đây. Hy vọng rằng là em của em có thể xem được qua màn ảnh. Còn một người nữa coi em phải cảm ơn, đó là cô Ngọc Mai. Cô Ngọc Mai là một cái người đã dẫn dắt cho Tiểu Phượng Hoàng năm ngoái. Và năm nay cảm ơn cô Trần Minh Huệ là cái người đã dẫn dắt cho ông Baby rất là tận tình qua rất là nhiều vòng thi. Có một người nữa em phải cảm ơn, đó là bà ngoại của em ở trên trời. Bà ngoại ơi, con đã làm được rồi. Hãy yêu thương Orange như đã yêu thương ông Baby quý vị nhá.